Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đào Bích Hồng. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là một nhà kinh doanh và cũng là một nhà đào tạo và chia sẻ trí tuệ. Với sứ mệnh mà tôi tự đặt ra cho bản thân, đó là giúp 1 triệu các bậc cha mẹ có được cái thay đổi được tư duy để giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Đồng thời đóng góp cái thế hệ con cháu của gia đình cho đất nước, những công dân hiện tại tuấn kiệt, để cho đất nước ta có một cái thế hệ trẻ toàn những ngôi sao tỏa sáng, để những cái thế hệ trẻ của chúng ta toàn những người như anh Phạm Nhật Vượng, để một thế hệ trẻ kiến tạo ra đất nước ta trở thành một thiên đường, một nơi đáng sống của con người, nơi mà mỗi người dân trên đất nước của chúng ta đều cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn vì đã được sinh ra trên cái đất nước Việt Nam này. Và đó chính là những cái mong ước và ước mơ, cũng là sứ mệnh mà trong cái việc chia sẻ trí tuệ đối với mọi người. Thì hôm nay chủ đề mà tôi nói chuyện cùng với các bạn đó chính là chủ đề về tiền. Nói đến tiền thì thực sự đây là một cái chủ đề mà làm cho tôi cảm thấy vô cùng là phấn khích, bởi vì như nhắc đến tiền là tôi cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Rất là vui vẻ hào hứng, chắc là do tôi là cũng có cái tình yêu đối với tiền, và tiền nó cũng yêu tôi, do đó mà khi nhắc đến tiền là cảm thấy nó vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Thì trước tiên tôi cũng trước khi nói về tiền thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút về tiền chứ, đúng không? Thì bởi vì tiền bình thường thì nó là một vật chất mà chúng ta sử dụng hàng ngày rồi, nó rất gần gũi và quen thuộc, và thời điểm nào mà chúng ta không cần đến bạn đó. Bạn tiền là bạn rất là gần gũi và mang lại rất là nhiều những cái điều tuyệt vời đối với cuộc sống của chúng ta, và bạn đấy gần như là vô cùng là thân thương đối với cuộc sống của chúng ta, đúng không? Nhưng mà lịch sử ra đời của tiền thì nó cũng vô cùng là thú vị. Thì tôi tìm hiểu mà trước kia đó là trong cái môn kinh tế chính trị, đúng không? Đó là một kinh tế chính trị là một trong những cái môn học bắt buộc ở trong tất cả các trường đại học. Môn kinh tế chính trị thì nói về lịch sử của đồng tiền, thì khi mà đầu tiên con người sẽ sống bằng tự cấp tự túc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà một chúng ta sản xuất ra hàng hóa thì chúng ta dư thừa, đúng không? Dư thừa thì dẫn đến cái nhu cầu trao đổi hàng hóa. Giả sử như chúng ta trồng được nhiều rau hơn thì chúng ta ăn không hết, thì chúng ta có nhu cầu là trao đổi để lấy những cái vật dụng khác mà người khác. Giả sử như một người nuôi được nhiều gà hơn này, một người trồng được nhiều rau hơn, thì người nuôi gà ăn không hết gà thì có nhu cầu ăn rau, thì cái người có gà và người có rau có nhu cầu sẽ trao đổi với nhau. Đó. Thì nhưng mà khi mà đến một lúc thì người mà có hàng hóa gà thừa ấy, thì người ta không có nhu cầu rau, mà người ta cần cái nhu cầu khác như là búa, rìu, liềm hái chẳng hạn. Thì lúc đó là cái việc trao đổi nó diễn ra khó khăn hơn, và cái người trồng rau thì người ta lại không thích gà mà người lại thích một cái vật phẩm khác, do đó dẫn đến cái việc khó khăn khi mà trao đổi cái hàng hóa vật chất với nhau, bởi vì cái nhu cầu nó không được khớp với nhau. Thì trong người dân trong vùng đó đã sử dụng một cái hàng hóa làm cái vật trung gian để là trao đổi tất cả những cái hàng hóa mà dư thừa sẽ trao đổi lấy cái vật chất hàng hóa đấy, và từ cái hàng hóa vật chất đấy sẽ đổi để lấy những cái hàng hóa mà theo nhu cầu người ta. Thì sau nhiều những cái hàng hóa trung gian khác nhau, có nơi thì lấy cừu bóng, có nơi thì lấy chắc là thóc gạo gì đó, thì tôi nghĩ là như thế, thì cuối cùng vàng trở thành một trong những cái hàng hóa trung gian để trao đổi với tất cả những cái vật chất khác nhau. Bởi vì ưu điểm của nó là sao? Bởi vì vàng là có giá trị cao này, thứ hai là dễ phân chia này, thứ ba là khi mà người ta mang đi mang lại thì nó rất là dễ dàng. Thì lúc đó vàng trở thành một trong những hàng hóa, trở thành tiền, thành đồng tiền
thì trở thành một đồng tiền giúp cho cái việc trao đổi hàng hóa một cách trở nên dễ dàng bởi vì những cái ưu điểm của vàng. Thì vàng chính là cái đồng tiền được sử dụng lâu đời nhất trong cái con người, trong lịch sử của con người, trong lịch sử giao thương của con người. Trong lịch sử giao thương của con người, vàng chính là tiền được sử dụng lâu đời nhất và đó là hàng hóa để trao đổi với những cái hàng hóa vật trung gian để trao đổi những hàng hóa khác. Thì đó đó chính là trước kia thì đó chính là lịch sử ra đời của tiền. Mà vàng chính là một trong những cái đồng tiền lâu đời nhất và nó là một hàng hóa có giá trị thật. Tiền là một hàng hóa có giá trị thực và nó làm thước đo tiêu chuẩn cho tất cả những cái giá trị của hàng hóa khác, đúng không? Đó là lịch sử về tiền, đúng không? Như vậy tiền trước hết nó là một hàng hóa có giá trị và nó bởi vì nó chứa đựng những cái giá trị mà người ta đã trao cho nó. Vàng thì người ta phải mất công sức để người ta chế tác ra, đúng không? Bởi vì vàng nó có giá trị sử dụng và người ta phải mất công sức để người ta có được đó, thì vàng chính là cái thước đo về cái giá trị. Nó là hàng hóa có giá trị bởi vì con người đã trao cho nó cái giá trị. Con người đã phải lao động thì có nghĩa là con người trao cho cái hàng hóa đấy có giá trị, thì nó là một hàng hóa có giá trị, đúng không? Và vậy thì tiền là một trong những phát minh vô cùng là vĩ đại để giúp cho cái việc hàng hóa được đến tay đúng người có nhu cầu nhờ cái tiền, nhờ đồng tiền, mà những cái người có nhu cầu sẽ được nhận chính xác những cái vật phẩm mà như người ta mong muốn, làm cho cái việc trao đổi hàng hóa giữa các khu vực được diễn ra một cách vô cùng là thuận lợi. Đó. Thì đương nhiên nó tiền tiền là một hàng hóa có giá trị, thì một người mà sở hữu nhiều tiền thì có nghĩa là người ta sở sở hữu nhiều cái giá trị, đúng không? Đó thì chính xác là và đương nhiên một người mà kiếm ra được nhiều tiền thì có nghĩa là cái giá trị mà anh ta cống hiến cho xã hội nó nhiều. Cái điều này nó khác là một người sở hữu khác với một người làm ra tiền. Một người sở hữu có nghĩa là người ta sở hữu ra một cái khối tài sản, và khối tài sản mang cái giá trị lớn. Còn người mà làm ra tiền có nghĩa là người ta cống hiến được nhiều giá trị cho cộng đồng. Cống hiến đương nhiên, người ta cống hiến nhiều thì cũng nhận lại được nhiều, đúng không? Và một trong những cái điều mà tôi khi mà nghiên cứu về tiền thì tôi cảm thấy là vô cùng thú vị khi nghiên cứu về 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 người Do Thái, quan niệm về tiền và trí tuệ của người Do Thái. Thì người Do Thái vô cùng người Do Thái cái tiêu chí và cái giá trị thành công của một người phần lớn được đánh giá vào dựa vào của cải, mà của cải nhiều hay ít tỷ lệ thuận với cái mức độ trí tuệ mà người đó có được. Người Do Thái cả đời đi tìm kiếm của cải không biết mệt mỏi bằng trí tuệ của bản thân mình. Chúng lấy ví dụ một trong số những người Do Thái mà chúng ta ai cũng biết, đúng không? Nhà bác học Edison là một trong những nhà bác học vĩ đại và cũng là một thương gia vô cùng giàu có, đúng không? Những nhân vật vĩ đại như các Marx này, Freud này, Chúa Giêsu, Einstein. Nếu như chúng ta kể ra vô cùng vô vàn những cái nhân vật kiệt xuất của thế giới, thì một trong thống kê theo thống kê cho thấy thì 41% giải Nobel về kinh tế thuộc về người Do Thái và 28% cái giải Nobel về y học. Và người Do Thái cũng sở hữu 26% giải Nobel về vật lý và 100% giải Nobel về hòa bình thuộc về dân tộc Do Thái. Bạn thấy có tuyệt vời không? Người Do Thái là một người về giải Nobel về kinh tế có nghĩa là đóng góp về kinh tế cho xã hội, đúng không? Giải Nobel về vật lý có nghĩa là đóng góp về vật lý cho xã hội. Đó. Và 48% tỷ phú của nước Mỹ là người Do Thái. 48% tỷ phú nước Mỹ là người Do Thái và 45% các cái quỹ từ thiện là của người Do Thái ở nước Mỹ. Đó là một
trong số những cái thành tựu vô cùng là đáng ngưỡng mộ của người Do Thái mà chúng ta cần nên học hỏi và tìm hiểu, đúng không ạ? Khi mà tìm hiểu về 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 triết lý về tiền của người Do Thái thì tôi thấy là triết học Do Thái của người Do Thái cho rằng trí tuệ kiếm được tiền thì mới thực sự là trí tuệ, còn nếu không chỉ là một con lừa cõng nhiều sách mà thôi. Do đó người Do Thái cho rằng một học giả hay một triết gia, một nhà bác học mà kiếm được tiền thì trí tuệ của họ là trí mà không kiếm ra tiền thì trí tuệ của họ chỉ là trí tuệ chết, đúng không? Một trí tuệ giả. Người có trí tuệ thật sự là người vừa có học thức và vừa có tiền. Vì vậy, người Do Thái rất ít ca ngợi một người học rộng nhưng ở trong một ngôi nhà rỗng tuếch. Đấy là tôi đọc đây là quan điểm của người Do Thái. Các bạn thấy so sánh với Việt Nam thì sao? Việt Nam chúng ta thì sao? Bác học hay nhà lãnh đạo mà nghèo thì được ca tụng. Người nghèo thì được ca tụng. Do đó, Việt Nam là một trước kia là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và luôn phải nhận viện trợ của thế giới. Bởi vì cái nghèo nó được ca tụng đấy các bạn ạ. Và trí thức của chúng ta ngày xưa thì sao? Các bạn có nghe câu thơ không? Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Trí thức của Việt Nam không làm ra tiền, chỉ có vẻ như là nó cái gì đó nó cao siêu, không thực tế với đời sống. Nhà văn nhà thơ thì chỉ làm thơ, và cơm thì vợ vẫn phải tần tảo ra đồng để trồng cấy lúa trồng khoai và vẫn phải ăn cơm vợ đem về, và hàng ngày đọc sách nhưng không làm ra cơm ra gạo. Thì người Do Thái người ta không trọng dụng cái điều đó, người ta không trọng dụng cái trí tuệ đó. Cái trí tuệ người ta đó là trí tuệ nó phải tạo ra tiền, giúp ích được cho cuộc sống, Đây là một trong những cái điều khác biệt giữa quan điểm của người Do Thái và chúng ta so sánh với những cái tư duy trước kia của chúng ta, đúng không? Đó, để giải thích vì sao người ta thành công và chúng ta thì vẫn chưa được thành công. Điều tiếp theo mà tôi vô cùng là cảm thấy vô cùng là thú vị, đó là người Do Thái quan niệm trí tuệ thực sự là trí tuệ biến không có tiền trở nên có tiền và biến không có trí tuệ trở nên có trí tuệ. Và người Do Thái quan niệm tiền sống là tiền không ngừng sinh lời, và tiền không sinh lời thì đó là tiền chết. Trí tuệ mà làm ra tiền là trí tuệ sống, và trí tuệ không làm ra tiền thì đó là trí tuệ chết. Như vậy, đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và tiền bạc, đúng không? Trí tuệ chỉ khi hòa mình vào tiền bạc thì trí tuệ mới là trí tuệ sống, và chỉ khi tiền được hòa mình vào với trí tuệ thì tiền mới trở thành tiền sống. Khi tiền mà được cộng với trí tuệ thì tiền sẽ sản sinh ra tiền, thì đó là tiền sống. Nó chỉ không chỉ mang tính là vật chất. Tiền mà cộng với trí tuệ thì sẽ sản sinh ra những đồng tiền khác. Và trí tuệ mà sản sinh ra tiền thì đấy mới là trí tuệ sống. Đây là một sự kết hợp viên mãn giữa trí tuệ và tiền bạc của người Do Thái mà tôi cảm thấy vô cùng là tâm đắc. Tôi vô cùng là hào hứng và tôi cảm thấy quá là tinh hoa. Người Do Thái quá là thông minh. Người ta đã dạy con cháu người ta, và cũng quan điểm này nó quá là tuyệt vời. Nó quá là tuyệt vời đi. Chính quan điểm thống nhất này đã khiến thương nhân Do Thái trở thành người đầy trí tuệ. Thương nhân của họ là người đầy trí tuệ.
đúng không? Và khiến những cái lý thuyết kinh doanh của người ta đầy trí tuệ và làm cho người ta ngày càng thông minh và lanh lợi trong cái quá trình kinh doanh của người ta. Đối với người Do Thái, tri thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau. Do đó, trí tuệ người ta đỡ khi mà người kinh doanh có trí tuệ thì người ta đỡ phải đi đường vòng, người ta không ít phạm sai lầm trên thương trường, do đó cái tỷ lệ thành công của người ta cao hơn. Vì vậy, các thương nhân Do Thái thường thích giao dịch với những người có học thức uyên bác. Khi mà người có học thức uyên bác thì cái tỷ lệ rủi ro của người ta trong cái quá trình làm ăn người ta giảm xuống bởi vì người ta có trí tuệ. Còn đối với tiền bạc của người Do Thái thì sao? Người Do Thái quý trọng cái việc tích lũy tiền bạc từng đồng xu một. Người Do Thái không bao giờ bỏ qua tiền vì nó là một số tiền nhỏ. Và họ biết rằng bất kỳ sự thành công nào cũng đều tích lũy từng chút một. Và đó là thói quen của người giàu có. Và tôi kể cho bạn một câu chuyện về Rockefeller đúng không? Rockefeller là một trong những tỷ phú của người Do Thái. Ông là một trong số những người giàu nhất trong nhiều thập kỷ của đất nước Mỹ. Một trong những người giàu nhất mà ông mua dầu mỏ giàu nhất nước Mỹ. Khi Rockefeller đến một ga tàu thì có một người phụ nữ nhờ ông yêu cầu ông xách hộ vali cho cô ấy. Thì ông đã xách vali cho cô ấy lên tàu. Khi mà ông ấy xách xong vali cho cô ấy thì cô ấy đã trả cho ông ấy 1 đô la. Bởi vì cô này không biết đây là Rockefeller đúng không? Cứ nghĩ đó là một người bình thường khác và cư xử như một người bình thường khác. Thì một nhân viên toa tàu nhìn thấy Rockefeller thì đã kính chào ông, bởi vì đã nhận ra ông là Rockefeller. Thì cái người phụ nữ ngồi bên cạnh ông đấy đã vô cùng sửng sốt và thấy mình thật là thất kính khi đã bo cho ông đấy 1 đô la bởi vì đã xách vali hộ bà, đúng không? Và Rockefeller đã trả lời với bà rằng: tại sao tôi lại phải trả cô 1 đô la? Bởi vì đó là công sức của tôi mà. Thì người Do Thái là một người vô cùng trân trọng từng đồng xu một của họ làm ra. Và đó là giải thích vì sao mà người Do Thái có là một trong số những người có cái tỷ lệ giàu có nhất trên hành tinh và chiếm gần như 50% số tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Và cái tỷ lệ người Do Thái trở là người giàu có là chiếm đa phần. Đúng không? Vậy thì do cái một trong những cái quan niệm của người ta về tiền bạc nó đã quyết định đến cái đời sống vật chất của người Do Thái. Và tôi khi mà tôi tìm hiểu về tiền và tìm hiểu về những người giàu có nhất trên thế giới thì tôi thấy ở đây là một quan niệm vô cùng là thú vị, làm cho tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ, và đó là những quan điểm mà chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta có được những cái thành tựu về vật chất giống về sự giàu có thành công như người Do Thái. Và tôi hy vọng là những điều mà tôi trò chuyện với các bạn nó giúp ích một phần nào đó đối với bạn về cái những cái tư duy về tiền bạc, và nó đáng để chúng ta có một cái chút gì đó suy ngẫm, và rất hy vọng mang lại cho các bạn những cái điều thú vị, và vô cùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của tôi, và xin chúc các bạn càng trở nên thành công và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.